Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, thế nào là người có cái thấy chân chánh và không chân chánh, làm sao để đạt được nó? Xin thầy từ bi khai thị. Phật tử Quảng Minh. Kính thưa đạo hữu Quảng Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ở trong Kinh Trung Bộ thì Ngài Xá Lợi Phất nói với tất cả các vị hiền giả là huynh đệ của mình á, thế nào là người có chánh tri kiến? Đó chính là người hiểu rõ về bất thiện pháp, nguồn gốc của bất thiện pháp, hiểu rõ thiện pháp và nguồn gốc của thiện pháp. Đó là người có được cái chánh tri kiến. Thế nào là các pháp bất thiện? Sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, nói dối là bất thiện, nói lưỡi hai chiều là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất thiện, nói lời độc ác là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân hận là bất thiện và tà kiến là bất thiện. Và thế nào là nguồn gốc của bất thiện? Tham lam là nguồn gốc của bất thiện, sân hận là nguồn gốc của bất thiện và si mê là nguồn gốc của bất thiện. Và tiếp tục, thế nào là thiện pháp và thế nào là nguồn gốc của thiện pháp? Ngược lại với những điều bất thiện ở trên, có nghĩa là không sát sanh là thiện pháp, không trộm cắp là thiện pháp, không tà hạnh là thiện pháp, không nói dối là thiện pháp, không nói lời hai chiều là thiện pháp, không nói lời phù phiếm là thiện pháp, không tham dục là thiện pháp, không sân hận là thiện pháp, không tà kiến là thiện pháp. Và thế nào là nguồn gốc của thiện pháp? Đó chính là yếu tố không có tham là nguồn gốc thiện pháp, không có sân là nguồn gốc của thiện pháp và không si mê là nguồn gốc của thiện pháp. Này chư hiền, ai hiểu được các pháp bất thiện, nguồn gốc của các pháp bất thiện, các pháp thiện và nguồn gốc của tất cả các pháp thiện, thì người đó có được cái thấy một cách chân chánh. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, đó là lời ở trong kinh để chúng ta thấy được rằng nếu như chúng ta chỉ hiểu được rằng thấy chân chánh là thấy chân tướng của sự vật, thì nó vẫn chưa phải là cái thấy chân chánh. Mà cái thấy chân chánh kia, ngoài cái việc chúng ta nhìn thấy và hiểu biết rồi, nó còn ứng nghiệm trong đời sống thực tập của mình để chuyển hóa nữa. Thế thì cái thấy chân chánh không có nghĩa là chỉ thấy bằng con mắt hoặc là hiểu trên cái phương diện ngôn từ chữ nghĩa, mà phải ứng dụng vào trong đời sống của mình để vượt thoát lên tất cả mọi cái tham dục của đời sống. Và lúc bấy giờ đây, con người đó sẽ ứng nghiệm vào trong đời sống thực tập và tu chứng của mình, để người đó vượt ra khỏi tham dục, sân hận và si mê. Người đó sống một cách bản lĩnh trong cuộc đời này, người đó không còn yếu tố của sự sát sanh, trộm cướp, tà hạnh trong các dục. Vậy thì nội cái thấy chân chánh này không thôi, cũng giúp cho người đó bước chân trên con đường của thánh giả. Vì thế con đường học hỏi và chứng đắc Phật Pháp là sự thể nghiệm ngay nơi tất cả mọi sự hành hoạt của mình trong cuộc sống. Cầu mong cho tất cả quý vị, dẫu cho chúng ta sống ở nơi đâu, bằng cái thấy chân chánh này chúng ta có thể ứng nghiệm những điều mà Đức Phật chỉ dạy vào trong cuộc sống, để mình chuyển hóa lấy tự thân, mang lại sự an lạc cho mình và cho người nhiều hơn nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.